Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Chiều thứ ba ngày 20 tháng 2 năm 2024 từ thành phố Hồ Chí Minh. Làm chương trình này xong thì vợ chồng chúng tôi bay đi Hà Nội để hưởng sái cái Tết ở Hà Nội. Vì khí hậu bây giờ ở Hà Nội mới là đẹp. Lạnh quá thì cũng không thích mà nóng quá cũng không ưa, khí hậu Hà Nội bây giờ mới là đẹp. Khán thính giả biết nói chữ Tết thì Tết Việt Nam theo lịch Tây nó không có một ngày nào nhất định hết vì dựa lên trên âm lịch. Âm lịch thì tính theo kiểu của âm lịch. Tôi nhớ bà xã tôi có hỏi tôi là âm lịch là từ của bên phía Trung Quốc hả? Tôi nói văn hóa Việt Nam là văn hóa lúa nước. Mà lúa nước thì dựa lên trên vấn đề mặt trăng rất là quan trọng, cho nên theo tôi, những sự nghiên cứu của tôi, quy lịch là của Việt Nam, cho nên là lịch âm là của Việt Nam chứ không phải là của Trung Quốc. Đó là nhận định của tôi. Tôi nghiên cứu, tôi nói vậy. Nhưng bà xã tôi hỏi tại sao người ta nói là đây là Tết của Trung Quốc. Tôi nói đây là vì Trung Quốc sau khi mà tiến tới Hoa Hạ rồi mạnh, lấy những cái văn hóa của miền Nam, của Việt Nam rồi tự cho đó là của mình. Chứ thực ra nó là của Việt Nam trước. Đó là âm lịch. Còn bên phía của bên khối Hồi giáo, họ cũng có một cái lịch khác, khác với Tây Phương. Cái lịch đó là lịch mà liên quan đến là ăn chay, cái rằm, cái mà gọi là cái lễ Ramadan, là một trong những lễ lớn nhất của Hồi giáo. Thì họ tổ chức ăn chay một tháng. Và lịch của họ là cứ tháng 9 của họ đó thì họ tổ chức ăn chay. Nên họ cũng giống như là âm lịch đó, không có một cái ngày nhất định về phía Tây lịch nhé, là ngày lễ ăn chay Ramadan là ngày nào. Mỗi một năm nó thay đổi, có khi là tháng 3, có khi là tháng 2, có khi là tháng 4. Cũng giống như Việt Nam của chúng ta, nó thay đổi lúc thì tháng 2, có khi là cuối tháng 1 nữa. Không nhất định vào một ngày nào hết. Năm nay ngày Ramadan của họ đó rơi vào ngày mùng 10 tháng 3. Để ăn chay đó, ăn chay Ramadan là vào ngày mùng 10 tháng 3 và kết thúc là ngày mùng 8 tháng 4 để mà tổ chức lễ Ramadan. Lễ đó, đó là lễ rất quan trọng đối với người Hồi giáo. Họ hồi hướng về thánh địa Mecca trước kia, đó là nơi mà giáo chủ Mohammed lập đạo. Nên họ cho rằng đây là một lễ lớn giống như bên Thiên Chúa giáo. Thì lễ Giáng sinh và Phục sinh là lễ lớn, còn bên Phật giáo là ngày Phật đản vậy, không khác gì hết. Thì Thủ tướng Benjamin Netanyahu có ra một cái thông điệp, đó là bên phía của Hamas không chịu trao trả hết con tin trước ngày ăn chay Ramadan thì lực lượng phòng vệ Israel sẽ tấn công vào bên phía của Rafah, là nơi ở phía nam cửa ngõ biên giới giữa Gaza và Ai Cập. Đông đúc người tị nạn của Palestine đang ở nơi đây, thì bên phía của Thủ tướng Benjamin Netanyahu ra tối hậu thư như vậy: chúng tôi sẽ tiến quân vào Rafah bất chấp cái gì của thế giới. Nếu mà Hamas không chịu trả hết con tin thì ngày hôm đó chúng tôi sẽ tấn công. Thế đứng trước cái lệnh này của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, đầu tiên là chúng ta thấy này, nước Mỹ nói rằng là chưa. Nước Mỹ đề nghị với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là thông qua một nghị quyết ngay, đó là tạm ngưng bắn ở Gaza. Mỹ nói rất là nhân đạo, chúng tôi mong rằng có sự tạm ngưng bắn. Nhưng mà cái điều đó thì sao? Vì trước khi mà Mỹ đưa ra đề nghị này thì nước Algeria đó có đề nghị, đó là phải ngưng bắn ngay lập tức, chứ không phải là tạm ngưng bắn. Phải ngưng bắn ngay lập tức và để cho người dân Palestine được cái gì đó, có sự nhân đạo.
Chứ bây giờ là tụ tập đông đúc ở tại Rafah mà như vậy mà tấn công vào thì rất là nguy hiểm. Vì tòa công lý quốc tế đó ở tại Lahey đã ra phán quyết nói rằng là Israel phải làm như thế nào đó, đừng có nhắm vào một số người dân Palestine như thế, đó là diệt chủng cơ mà. Nhưng từ khi mà có phán quyết đó cho tới nay thì đã có khoảng chừng hơn 7.000 người bị tử vong do lực lượng phòng vệ Israel tấn công hoặc oanh tạc. Nếu mà tấn công vào Rafah đó thì người ta tin rằng con số tử vong nó lên kinh khủng lắm, nó không còn là một vài ngàn người mà nó có thể mấy chục ngàn người ngay lập tức, vì nơi đây bây giờ là tụ tập rất đông đông đúc người Palestine vì do áp lực của Israel là phải di dời xuống phía nam, thì họ đã từ bên phía của Bắc Gaza, Trung Gaza, giờ họ tới, họ đóng lều tị nạn ở dưới đây mà bây giờ lại ra lệnh cho họ như vậy á, bảo là dời đâu, dời đi đâu? Đó là câu hỏi. Dời đi đâu cũng chết hết. Rồi bây giờ ra tối hậu thư là tới ngày ăn chay Ramadan á, tức là bây giờ mình tính là tới ngày 10 tháng 3 đó, mà không trả hết các con tin á, thì là sẽ tấn công vào Rafah. Algeria thấy như thế thì mới nói rằng là chứ cái này quá kinh khủng đi, cho nên chúng tôi yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải thông qua một nghị quyết. Nghị quyết đó là ngưng bắn ngay lập tức ở Gaza và cứu trợ nhân đạo. Nhưng Mỹ thì đóng vai bề ngoài rất là quân tử. Chúng tôi đề nghị là có một cuộc tạm ngưng bắn. Tạm ngưng bắn nó khác với ngưng bắn. Tại sao lại có cái sự tạm ngưng bắn và ngưng bắn? Bên phía của Hamas đã từng đề nghị đó là hãy cho chúng tôi một trăm mấy chục ngày để chúng tôi trả tự do cho các con tin. Thì trong một trăm mấy chục ngày ngưng bắn đó, chúng ta làm việc để mà có một cái kết quả là ngưng chiến tranh. Đó là một giải pháp hòa bình mà nhiều nước đứng ra làm trung gian, trong đó có Qatar, có Ai Cập, có Jordan. Thì cái khối Hồi giáo họ mong như vậy. Không thể nào mà giống như là Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố là tiêu diệt Hamas tận gốc rễ, không còn có một chiến binh Hamas thì mới được. Nói như vậy đó thì bên khối Ả Rập họ cho rằng đó là quá khích, là muốn lấy cái lý do đó thôi để mà hành quân ở Gaza, để mà không cho dân tộc Palestine có thể ngóc đầu lên được. Vì Thủ tướng Benjamin Netanyahu còn chủ trương hậu chiến tranh là đóng quân lại ở tại dải Gaza để mà kiểm soát, không cho bất kỳ một tổ chức nào dùng dải Gaza như là một bệ phóng tấn công vào Israel. Thì bên phía của khối Ả Rập nói đây là một cái điều hoang tưởng, không thể tưởng tượng được. Nó hoang tưởng lắm. Y như là Tổng thống Zelensky đề ra một cái gọi là điều kiện để mà ngưng chiến tranh đàm phán là Nga phải rút hết quân về nước, trả lại các tỉnh biên giới phía đông, rồi luôn cả bán đảo Crimea, rồi luôn cả xin lỗi Ukraine, đền bù chiến tranh, thì Nga làm gì mà chịu? Thì cách đề nghị của Thủ tướng Benjamin Netanyahu về vấn đề dải Gaza cũng y hệt như vậy, là không được tổ chức nào sử dụng cái gì đó Gaza như một bàn đạp để mà tấn công Israel. Rồi thứ hai á, là giới trẻ cái gì đó của Palestine á, là cái chính quyền mới của Palestine á, là phải dạy dỗ cái giới trẻ không có được thù hận với Israel. Và thứ ba đó là Hamas phải tiêu diệt tận gốc rễ, không còn một móng nào hết. Nó là hoang tưởng, nó là không thể tưởng tượng được, nó impossible. Nhưng ông làm như vậy. Và bây giờ ông ra cái tối hậu thư tới ngày lễ ăn chay Ramadan mà không có trả hết các con tin thì ông tấn công. Thì bên phía Algeria họ nói là chứ không, chúng tôi muốn đề nghị. Đề nghị này là đề nghị trước của nước Mỹ nha. Đề nghị là ngưng bắn ngay lập tức và tìm ra một giải pháp như là Hamas đã đề nghị, để làm sao có một cái giải pháp gì đó nó ổn thỏa cho mọi bên. Thì Mỹ đóng vai
chúng tôi muốn có tạm ngưng bắn. Tạm ngưng bắn là tức là tạm cái gì đó mà chưa biết, nó tạm ngưng bắn. Nhưng mà Mỹ là đây là giữ thể diện dùm cho bên phía của Israel. Đó là một hình thức giữ thể diện. Vì sao? Ngưng bắn ngay lập tức để mà bàn thảo, nó khác với tạm ngưng bắn. Kiểu mà tạm ngưng bắn của Israel đó, là thấy có cái gì đó thì lại tấn công. Mỹ muốn đề nghị là tạm ngưng bắn, và ngưng tạm ngưng bắn trong trường hợp cái lúc mà có thể, tùy theo tình hình. Thế chứ. Vậy thì cái của Mỹ là gỡ sĩ diện cho Israel. Nhưng mà Mỹ rất là điếm thúi. Mỹ là một trong năm quốc gia của ban thường trực Hội đồng Bảo an không? Và có quyền phủ quyết. Thì Mỹ lại đe liền. Nếu mà đưa cái dự thảo của Al Jazeera ra đó, thì Mỹ sẽ phủ quyết ngay. Veto. Mỹ chơi cái chiêu đó thì ai mà dám làm gì nữa. Vì chỉ cần có một lá phiếu phủ quyết thôi thì coi như không có làm được cái gì nữa. Mỹ tuyên bố rồi, tôi sẽ phủ quyết ngay lập tức cái dự thảo của bên phía Al Jazeera. Còn Hội đồng Bảo an á, thì cần có 3/4. Tức là bây giờ đó là 5 thành viên thường trực nha. Và có cả 10 thành viên luân phiên. Thì lá phiếu mà cần mà thông qua đó thì ít nhất là 9-10 thành viên thông qua thì nó mới trở thành một cái nghị quyết. Nếu mà Mỹ đưa ra đó, thì Mỹ làm áp lực đó, thì người ta dự trù là có thể 9 hoặc tới 10 thành viên đồng ý thì cái của Mỹ thông qua. Còn cái của Algeria là ngay lập tức là bị đánh phủ đòn rồi. Đánh phủ đầu đó là cái quyền phủ quyết, là phủ quyết ngay. Phủ quyết ngay. Vậy thì từ đây tới ngày Ramadan là ngày mùng 10 tháng 3, tức là ăn chay thôi, ngày ăn chay cho tới ngày lễ Ramadan luôn. Thì mà nếu mà phía Hamas mà không trả hết con tin thì theo lời của Thủ tướng Benjamin Netanyahu là họ sẽ tấn công vào Rafah. Và coi như nước Mỹ và những cái khối Ả Rập như Algeria thì họ đã có những dự luật riêng, dự thảo riêng của họ. Nhưng mà Mỹ thì lấy cái quyền phủ quyết là đe liền. Đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán giả. Góc nhìn của tôi về vấn đề này thì rõ ràng đối với tôi là Mỹ là một ngụy quân tử. Đối với tôi như vậy. Vì Mỹ đã thấy cái cảnh người dân Palestine tử vong kinh khủng, bây giờ tới hơn 28.000 người rồi, gần 29-30.000 người tới nơi, thương tích thì cả hơn 100.000 người. Mà quân đội Israel khi mà hành quân đã bất chấp các luật lệ của quốc tế do chính Mỹ đề nghị trước đây, nhưng mà Mỹ giờ làm ngơ. Vì sao? Vì Israel là con cưng của Mỹ. Israel có nhiều tài phiệt khắp nơi trên thế giới, và họ bỏ tiền cho các quỹ tranh cử của các vị dân biểu, của các vị thượng nghị sĩ, cho tổng thống, nên Israel đứng đằng sau giật dây tất cả. Và bất chấp gì đó, cả thế giới lên án hành động của lực lượng phòng vệ Israel rất là dã man, chà đạp nhân quyền, diệt chủng cơ mà. Tòa án công lý quốc tế nói rằng là chơi hãy tránh đi những cái hành động diệt chủng đó, không thì chúng tôi sẽ phán quyết là Israel diệt chủng. Nhưng mà Israel theo lời của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, bất chấp ai làm gì thì làm, chúng tôi vẫn tiến hành theo cái mục tiêu của chúng tôi. Vì sao? Vì Israel tin tưởng rằng có Mỹ đỡ lưng mà, không sợ. Nên theo tôi á, căn nguyên tội ác này là do chính Mỹ. Nếu mà Israel không được Mỹ đỡ đầu và không được Mỹ chơi những cái chiêu gọi là lật lọng rồi ba láp rồi cái chuyện gọi là phủ đầu này nọ đó, thì Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu không có làm ba cái trò như thế được. Nhưng mà chính Mỹ, Mỹ đã đe Al Jazeera đó là nếu đưa cái dự luật đó ra, đưa cái dự thảo đó ra thì chúng tôi phủ quyết liền, chúng tôi đưa cái khác. Đưa cái khác đó là cái của Mỹ để làm theo ý của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.
nói rằng là tạm ngưng bắn và trong những cái điều kiện có thể. Thì Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã ra cái tối hậu thư đó. Vậy thì ông cứ tiến hành ra thì Mỹ làm cái gì? Đâu có một cái quyết định gọi là ngưng bắn ngay lập tức đâu. Đó là tạm mà. Nên là điếm đàn vẫn là Mỹ, đối với tôi là như vậy. Không biết khán thính giả nghĩ sao, nhưng tôi càng thấy cách làm này của Mỹ thì tôi càng tởm, càng lúc càng tởm hơn. Và tôi trước đây còn có chút thiện cảm với Israel, với Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Nhưng qua cái cuộc chiến này thì tôi mới thấy tởm Thủ tướng Benjamin Netanyahu và cách làm của Israel ghê gớm lắm. Đó là cái cảm giác của tôi. Tôi xin chia sẻ như vậy. Không biết khán thính giả có cảm nhận như thế nào, nhưng đó là cảm nhận của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị từ Hà Nội.